Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 14 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Kiev trước nguy cơ xảy ra các hành động quân sự tại Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken cho biết Mỹ đang trong quá trình tạm thời chuyển giao các hoạt động của đại sứ quán ở thủ đô Kiev đến thành phố Lviv ông nhấn mạnh rằng chính quyền của tổng thống joe biden vẫn can dự với ukraine và đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để làm dịu cuộc khủng hoảng ngoại trưởng mỹ khẳng định những biện pháp phòng ngừa thận trọng này không hề làm suy yếu sự ủng hộ hoặc cam kết của mỹ đối với ukraine trong đó có cam kết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ukraine là không thay đổi ngoại trưởng mỹ blinken bày tỏ mong muốn nhân viên của mỹ sẽ trở lại đại sứ quán ngay khi có điều kiện và kêu gọi các công dân mỹ ở ukraine đăng ký với bộ ngoại giao để theo sát bất kỳ diễn biến mới nào về tình hình an ninh các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14 tháng 2 đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong khuôn khổ chuyến thăm Abu Dhabi của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Chuyến thăm Abu Dhabi của tổng thống Recep Tayyip Erdogan là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tới UAE kể từ năm 2013. Hãng thông tấn chính thức Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tại cuộc hội đàm với Thái tử Abu Dhabi, đại diện hai bên đã ký 13 thỏa thuận trong các lĩnh vực quốc phòng, y tế, biến đổi khí hậu, công nghiệp công nghệ, văn hóa, nông nghiệp, thương mại, kinh tế, thanh niên, giao thông, quản lý thảm họa, khí tượng, truyền thông và lưu trữ. Tổng thống Erdogan và Thái tử Abu Dhabi nhấn mạnh rằng hai nước chia sẻ tầm nhìn chung trong thúc đẩy các nỗ lực hòa bình cùng những giải pháp hướng tới củng cố an ninh và ổn định của khu vực. Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc cho biết nước này đã lắp đặt 869 kho lạnh để thực hiện giám sát tập trung đối với thực phẩm dây chuyển lạnh nhập khẩu. Đây là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Theo Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc, 869 kho lạnh mới được lắp đặt sẽ tiến hành quy trình khử trùng, kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu trước khi đưa vào thị trường. Các kho này sẽ giúp cắt đứt nguồn lây nhiễm COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời giảm chi phí. Từ tháng 12 năm 2020, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một nền tảng nhằm truy xuất nguồn gốc thực phẩm dây chuyền lạnh nhập khẩu gồm gia súc, gia cầm và thủy sản. Ủy ban Giáo dục và Khoa học thuộc Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản đã soạn thảo dự thảo nghị quyết kêu gọi chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio cho phép các sinh viên nước ngoài nhập cảnh. Đảng Dân chủ Tự do LDP kêu gọi chính phủ Nhật Bản ưu tiên cho phép các sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào nước này, bất kể họ là sinh viên tự trả học phí hay nhận học bổng của chính phủ, đồng thời không đưa các đối tượng này vào diện giới hạn số lượng nhập cảnh đảng này cũng kêu gọi chính phủ dựa trên bằng chứng khoa học khi quyết định số ngày cách ly bắt buộc ở các cơ sở do chính phủ chỉ định đối với các sinh viên nước ngoài đại diện ủy ban giáo dục và khoa học của ldp cho rằng nhật bản đang mất dần đi giá trị quốc tế và các sinh viên nước ngoài bắt đầu lựa chọn những nơi khác để học đáng chú ý một số trường đại học ở nước ngoài đã gạt bỏ các sinh viên trao đổi từ nhật bản và xu hướng này đang hủy hoại lợi ích của quốc gia Malaysia vừa công bố báo cáo điều tra dân số và nhà ở năm 2020 cho thấy là trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 thì tỷ lệ tăng dân số trung bình năm chỉ là 1,7%. Đây là thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Đại diện văn phòng chính phủ phụ trách vấn đề kinh tế cho biết, trong năm 2020, số nhân khẩu trung bình của mỗi gia đình Malaysia là 3,8 người, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,2 nhân khẩu trong mỗi gia đình vào năm 2010. Điều này có nghĩa mỗi gia đình có ít hơn 2 con. Báo cáo điều tra dân số của Malaysia cũng phản ánh sự khác biệt về tỷ lệ tăng dân số giữa các chủng tộc, như người gốc Hoa chỉ tăng 1,1%, còn người bản địa tăng 2,2% và người gốc Ấn tăng 0,8%. Như vậy, bình quân mỗi gia đình người Malaysia bản địa có 4,1 nhân khẩu, gia đình gốc Hoa là 3,3 nhân khẩu, gia đình gốc Ấn là 3,8 nhân khẩu và gia đình các chủng tộc khác là 4,3 nhân khẩu.